Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tuyên Quang phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông ở Sơn La. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hàng loạt chương trình chính sách giảm nghèo của Trung ương và tỉnh đang được huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tích cực triển khai sâu rộng tới người dân, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của huyện. Huyện Bắc Quang đã lựa chọn giải pháp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại chỗ là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên. Trên cơ sở đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp, quan tâm định hướng nghề nghiệp theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Hết tháng 11 năm 2023, huyện Bắc Quang đã giải quyết việc làm mới cho 3.307 lao động. Trong đó, lao động đi làm việc ngoài tỉnh là 2.400 người, làm việc tại địa phương là 838 lao động, có 69 lao động đi xuất khẩu lao động. Từ giữa tháng 8 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải và Bưu điện tỉnh Điện Biên đã phối hợp tiếp nhận việc cấp đổi giấy phép lái xe, mô tô hạng A1 tại bưu điện các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau gần 4 tháng triển khai, đến nay toàn tỉnh Điện Biên đã có 80 điểm bưu điện hỗ trợ người dân cấp đổi giấy phép lái xe. Tại các điểm phục vụ, bưu điện bố trí nhân viên cùng hệ thống máy tính, máy in, máy chụp hình. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên bưu điện sẽ chuyển về Sở Giao thông Vận tải qua hệ thống phần mềm. Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, hình ảnh của người đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe, in giấy phép lái xe, bàn giao cho bưu điện chuyển trả cho người dân theo địa chỉ đăng ký. Đến nay, bưu điện các xã trên toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 3.100 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Thời gian qua, nhờ tăng cường quảng bá và có nhiều đổi mới trong tổ chức các sự kiện văn hóa, nên đến hết tháng 11 năm 2023, tỉnh Yên Bái đã đón được gần 2 triệu lượt du khách, trong đó lượng khách quốc tế tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đón 1,5 triệu lượt du khách, doanh thu các dịch vụ du lịch đạt 1.350 tỷ đồng. Nhờ tích cực quảng bá các sự kiện văn hóa rộng rãi trên các nền tảng số và đổi mới trong khâu tổ chức, đặc biệt là chú trọng đến khai thác các điểm mới trong lễ hội và nâng cao chất lượng phục vụ, nên đến thời điểm này, ngành du lịch Yên Bái đã đón được trên 1,9 triệu lượt du khách, vượt 27,8% so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 111.000 lượt người, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1.588 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch, tăng gần 52% so với cùng kỳ. Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch gia súc xuất ra ngoài tỉnh cho 296 con với 7 chuyến. Cụ thể, 3 chuyến xuất 60 con trâu thịt, 3 chuyến 186 con lợn thịt và 1 chuyến 50 con dê giống. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại, gia trại và người dân xuất bán gia súc ra ngoài tỉnh khi mà nhu cầu cuối năm tăng cao, các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền các hộ chăn nuôi, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, quan tâm chú trọng kiểm tra định kỳ đàn gia súc, tạo điều kiện trong quá trình kiểm dịch và chứng nhận gia súc giúp doanh nghiệp, người dân xuất bán đảm bảo nhằm nâng cao thu nhập. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống. Đây là nguồn lực quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vươn lên trong cuộc sống. Từ 2 năm trước, anh Tân, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn cùng các thành viên trong chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò được vay vốn nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Hội Nông dân. Nguồn lực này đã giúp anh có điều kiện mở rộng chuồng trại và tăng đàn. Ngân hàng Chính sách hỗ trợ cho những hội viên chăn nuôi châu bò trong tổ bọn tôi là mỗi hộ được 50 triệu. Thì tôi cũng rất là mong muốn Ngân hàng Chính sách và các bên tổ, các vốn cũng cố gắng giúp đỡ cho hội viên tổ chúng tôi được tiếp xúc với lại nguồn vốn của chính sách phát triển thêm đàn châu bò và chăn nuôi cho nó không phải nhân hộ nhỏ lẻ, cũng muốn là phát triển trang trại. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, toàn huyện Yên Sơn có 15.400 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 771 tỷ đồng. Thông qua 450 tổ tiết kiệm và vay vốn, người dân được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng đồng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Đến nay, nguồn vốn đã được triển khai đến 100% thôn trên địa bàn huyện, hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu được tiếp cận với đồng vốn một cách thuận lợi kịp thời. Chúng tôi cũng đã triển khai rộng rãi khắp các đối với lại đoàn viên hội viên, như là vận động bà con nhân dân tham gia các cái dự án chương trình, là phải giám sát chặt chẽ cái nguồn vốn của đối với cấp hội, hay là sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả để phát triển ổn định cuộc sống. Chúng tôi phối hợp thường xuyên với các tổ chức chính trị xã hội từ cấp huyện đến cấp xã, triển khai kịp thời các cái chương trình tín dụng, đặc biệt là các chương trình tín dụng mới, và tuyên truyền từ xuống từng tổ tiết kiệm vay vốn, hướng dẫn các tổ làm hồ sơ để gửi ngân hàng một cách sớm nhất và thực hiện tổ chức giải ngân sớm nhất, cũng như là đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của bà con. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Sơn tiếp tục triển khai kịp thời các nguồn vốn và tổ chức cho vay đúng đối tượng, tập trung cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo động lực cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như những dân tộc khác, đồng bào dân tộc Mông tại tỉnh Sơn La có những nét văn hóa vô cùng đặc sắc. Chính từ phong tục, nếp sống hàng ngày, họ đã hun đúc và tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu nơi vùng cao Sơn La. Đối với đồng bào dân tộc Mông, có hai di sản đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là nghệ thuật khen và nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống. Với loại hình nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống, đây là di sản rất hấp dẫn, giàu chất trí tuệ với các mô típ hoa văn đa dạng, độc đáo. Trang phục truyền thống của người Mông, đặc biệt là trang phục của những người phụ nữ, mang vẻ đẹp đặc trưng với các họa tiết hoa văn rực rỡ của sự phối hợp màu hài hòa. Em ơi, mình đang tạo hoa văn hình gì đấy? Cái này thì phải theo là tùy theo từng người thiết kế, mình làm theo người thiết kế. Ví dụ như là ở đây này, chị thấy hình như là có hình hoa cỏ đúng không? Vâng. Em ơi, thế em đã biết tạo hoa văn trên mặt vải từ khi nào? Thường thì vào 10 tuổi thì lúc đấy thì mình cũng lớn rồi, bố mẹ sẽ truyền dạy mình làm thiêu hoa văn hàng ngày để sau này mình cho dù đi bất cứ nơi đâu có ai hỏi thì mình cũng sẽ biết làm. Bây giờ em hướng dẫn chị tạo hoa văn bằng sa bông trên mặt vải được không? Vâng. Chị cầm như này. Đến với Sơn La, du khách không khó để được lắng nghe những thanh âm réo rắt của tiếng khèn Mông. Mỗi khi tiếng khèn được cất lên đã thay lời muốn nói của người thổi khèn. Đó có thể là niềm vui gặp bạn, nỗi nhớ nhung hay cả tâm tình được những chàng trai gửi gắm trong đó. Với đồng bào dân tộc Mông thì cây khèn tượng trưng cho tình đoàn kết trong cộng đồng, sự hiếu thảo của con cháu dành cho cha mẹ, tình thương yêu vợ chồng và tấm lòng tương thân tương ái của anh em trong một nhà. Đối với người Mông thì cây khèn chính là linh hồn, nói lên tiếng lòng của người thổi. Trong tất cả các dịp dù là vui hay buồn thì đều phải có tiếng khèn Mông này. Với mong muốn tất cả mọi người đều biết đến khèn Mông thì những nghệ nhân như chúng tôi luôn biểu diễn tại các lễ hội và truyền dạy lại cho con cháu mình để tất cả con trai trong bản đều biết thổi khèn. Những nét văn hóa truyền thống như múa khèn, tạo hoa văn trên trang phục hay văn hóa ẩm thực đã luôn là niềm tự hào mà đồng bào dân tộc Mông gìn giữ, phát huy và muốn quảng bá đến du khách gần xa. Đến với Sơn La, du khách đừng quên tới bản làng vùng cao, nơi có đồng bào dân tộc Mông sinh sống để tìm hiểu và trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo hấp dẫn này. Thông tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tỉnh Lai Châu nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tỉnh Điện Biên có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng hanh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Tỉnh Yên Bái có mây vài nơi, đêm về sáng không mưa, ngày có thể có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây, đêm về sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây vài nơi, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng hanh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tỉnh Hà Giang có mây vài nơi, đêm về sáng có thể có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.